could be us. So back to what I was saying. Could be us. Con gái tài tử Thiên Long bát bộ sử thi Hoa hậu Hồng Kông. Quan Phong Anh là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông khi có bố là tài tử nổi danh. Quan Lễ Kiệt là cái tên đình đám trong làng giải trí Hồng Kông. Tài tử từng ghi dấu ấn với những bộ phim như Tiểu Lý Phi Đao, Võ Đăng Trương Tam Phong, Thiên Long Bát Bộ. Không chỉ có sự nghiệp viên mãn, nam diễn viên sinh năm 1962 còn có tổ ấm nhỏ hạnh phúc với hai cô con gái. Trong đó, cô con gái đầu tiên Quan Phong Hinh là thí sinh nổi bật của Hoa hậu Hồng Kông 2021. Gia đình nam diễn viên tại lễ tốt nghiệp của con gái lớn tên Phong Hinh. Quan Phong Hinh con gái lớn của Quan Lễ Kiệt. Sở hữu nhan sắc nổi bật, lại có bố là ngôi sao nổi tiếng nên Quan Phong Hinh nhận được sự chú ý ngay từ khi cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 mới được tổ chức. Cô nàng năm nay 26 tuổi và đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành giáo dục ở Anh. Sau đó, cô sang Australia làm việc hơn một năm rồi quay về quê hương lập nghiệp. Dù gia đình có điều kiện song Phong Hinh khá tự lập khi đã có sự nghiệp kinh doanh riêng song song với công việc làm người mẫu. Con gái Quan Lễ Kiệt được khen ngợi bởi vẻ đẹp hiện đại, nhã nhặn và phong thái tự tin năng động. Quan Phong Hinh chăm chỉ chia sẻ cuộc sống khi đi du học trên trang cá nhân. Nhan sắc ngọt ngào của cô người đẹp 26 tuổi. Hai cha con Quan Lễ Kiệt tại lễ tốt nghiệp. Vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2021 diễn ra từ ngày 10 tháng 6 và đêm chung kết dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 9 năm nay. Những năm gần đây, Hoa hậu Hồng Kông thường xuyên vấp phải ý kiến trái chiều của khán giả khi chất lượng cuộc thi giảm sút và những hoa hậu bước ra từ cuộc thi này vẫn chưa thực sự nổi bật.